Rồi xin chào tất cả bà con. Thì bữa nay Thất Sơn quay cho bà con xem cái năng suất cái miếng lúa đại thơm 8 của cái anh mà đợt trước anh nó bị mưa hạnh cắt cho bỏ ăn đó bà con. Thì có quay cho bà con xem đó. Thì nói là bỏ ha, bây giờ người ta không cho cắt á, rồi bây giờ dưỡng lại thì thấy bông cũng rất là im ha, để coi cắt được nhiêu bao. Thì miếng này tổng cộng là 2.500. Ê 2.500 lớn nha bà con. Đó. Thì để cắt coi nhiêu. Thì Thất Sơn sẽ để là cái link cái clip YouTube mà đợt trước anh cắt cho bò ăn á, là thấy toàn bộ là hư 80% ha, thấy bỏ đó mà giải phân, mà anh không có giải phân luôn đó, anh xịt thuốc à, bây giờ lên nhận bông rồi nè. Thì Thất Sơn để lại cái link YouTube mà đợt trước anh cắt cho bò ăn á, anh nói anh bỏ anh cắt cho bò ăn á, Thất Sơn có làm clip quay cho bà con xem đó. Và bây giờ là cắt nè, là cái lượng hồi lúc anh cắt á là năm mấy ngày rồi, là thấy là nó bị hết trơn, không có gì hết trơn á, mà anh không có bón hẳn động ngang hô, bị nguyên hành là anh bỏ luôn, anh không ấy nè, mà nó còn bà con thấy vàng bông còn nè. Còn cái dạt trên Thất Sơn làm bà những bà con khác ta vẫn bón phân vẫn xịt hen, thì thấy năng suất đạt một thấp nhất rồi cũng 7-8 bao đó, còn kênh thu Thất Sơn là 11-12 bao không đó. Con này anh bỏ là để coi bao nhiêu chứ, đáng ra là cái hai công rưỡi này mà anh bón phân anh xịt hang là khoảng 2.5 công là có thể trên là có thể là 30 bao á. Nó 2 công của Thất Sơn đó, khi Thất Sơn ra Thất Sơn anh nó hư hết rồi đó, Thất Sơn vẫn xịt sẵn ấy đó, mà Thất Sơn còn được 750 đó, công cắt á, 750 đó. Đây Thất Sơn đi bộ đây xem mấy cái chỗ mà anh cắt cho bò ăn mỗi lần nè, anh cắt cho bò ăn xong rồi bắt đầu cái nó chỗ lên luôn, nó lên cây khác nó chỗ lên bông chét nhóc chưa, mà bông chét cũng bông bự bự không chứ có nhỏ đâu. Đây chỗ anh cắt cho bò ăn đây, chỗ huyền thoại đây 4-5 anh nha, cắt bao cho bò ăn nè, nó lên túi chét bông rồi. Chỗ lúa chét nè, chỗ lúa chét ăn cắt rồi mà giờ lên cũng bông nè đó. Thì nói chung được khảo mà thấy là nó hư hết rồi, 90-90 mấy phần trăm đó là nói là bỏ rồi đó bà con. Nhưng mà bây giờ thấy thì từ đây thì bà con mình có thể rút kinh nghiệm ha, sau này có lỡ bị mũi hành thì bà con mình cứ bón phân xịt bình thường, và bà con bón phân vô rồi xịt hết sinh trưởng, điều hòa sinh trưởng vô để cho nó giọt lên. Cái cái nó hư còn cái con, tại vì nó hư cái rồi nó bắt đầu là nó đâu lên đâu, nó phải dồn sức cái con, thì cái con lên nó cũng bông bự bình thường hết bà con, nên bà con đừng có hô muốn hành bỏ ha. Thì thêm một số bà con nó hư bỏ sợ lỗ, thì lúc đó Thất Sơn cũng chưa biết, thì bà con mình nói sao Thất Sơn nghe vậy, Thất Sơn nói theo vậy thôi, còn của Thất Sơn vẫn làm ha. Thì thấy của Thất Sơn 750 đó, công ngàn ba đó là luôn chứ lỗ đâu đó. Mấy anh này chắc bây giờ cũng là một bài học đáng nhớ cho bà con mình này. Thì sau này dù mà có bị mũi hành mà cỡ nào thì chắc bà con mình cũng phải đem phân bón rồi đó, chứ không có bỏ đâu. Cái này là bỏ luôn nè, là không có bón phân bón đồng, nó chỉ là xịt ba cái thuốc kích thích thuộc xuất bệnh, rồi xịt xương. Mười mình năm nói gì, 10 bữa nửa tháng xịt cử, mà không bỏ tới giờ luôn mà vẫn có ăn không, bà con thấy không có bệnh hoạn gì đâu, có ngặt gì đó, chỉ có bị mũi hành thôi. Này chắc khoảng được 10 mấy bao á, 17 bao là anh lấy vốn luôn rồi. Đại thơm bữa nay chắc cỡ 6.000 mà coi. Đây thì anh do anh không có xịt á, chứ không ấy thì nó bị lem lép nhiều ha. Nói chung là mình không có xịt lem lép thì nó phải bị cái này bỏ thí ha. Thì hạt thì nó không có vô nhiều đâu, nó lép cổ nhiều lắm, lép cổ lép ngang tùm lum hết trơn. Ý là ông không có bón phân bón động, không có xịt sọt gì như vậy, là ở dưới tỉnh ta lên ta cho thuốc ông xịt đó, được hẩm sang quay đó, thì cái phòng nông nghiệp sở nông nghiệp gì ở dưới tỉnh đó, thì lên có cho khuyên ông cho thuốc ông xịt đó, thì ba xịt ba cái thích được không á, thấy không có xịt bệnh vô gạo gì đâu, ông bỏ tới chín luôn, hình như ông chưa xịt nữa. Bà con dòm nè,
đó, 250 đó, 3 bao, ở đây 4 bao, 7 bao, rồi đầu trên nó cũng chục bao rồi đó. Nếu ông bón phân lẫn động xịt thuốc vô thì cái này đâu có dưới 11, 12 bao đâu bà con. Công á, tính ra nếu ông bón phân xịt thuốc rồi này là từ 3 mấy bao, 250 là tại vì cũng 250 là tại vì cũng từ 27 đến 30 bao. Ta bón phân xịt thuốc người ta tại vì ta cũng 10 bao đó. Còn ở dưới dân giáo của Thất Sơn ý là không có bị mưa hành đó mà còn có 11 bao bà con tính đi. Với lúa hai tuần có 9 bao đó. Còn trên đây là bón phân là được ăn hết trơn luôn. Ý là không bón phân mà cắt còn lúa này nè. 2, 4, 4, 3, 7 đầu trên đó, chục bao đó. Đây lúa đầy thơm, bữa nay chắc giá 6 ngàn, 6 ngàn quá bà con. Ngoài của Thất Sơn cắt thì 5, 9, cũng 6 ngàn nữa mà tại nó mua nó 5, 9 thì tự bán thí. Ngoài đây 6 ngàn đó, 8 bao đó thì để cắt hết luôn đây được nhiêu bao á thì cho bà con xem. Chuyến này là về ổng cắt lúa hay không mà vợ ổng chển kìa. Chuyến này về là vợ ổng con ngủ ở chuồng bò luôn, thụ cấm đủ luôn, bỏ cái tặc lúa rồi cắt cho bò ăn bỏ, rồi chuyến này cho ổng ngủ chuồng bò luôn, cấm ngủ chung luôn cho chừa cái tội nè. Giờ này anh lú cái đầu vô kìa bà con, anh chủ đất cắt cho bò ăn á, anh lú cái đầu vô rồi này ảnh nè. Hối hận chưa, không xịt thuốc không rễ phân, đợi nhà nước hỗ trợ chết luôn. Ở đây không là 2, 4, 6, 8, 10 bao rồi đó bà con, nghĩ đi 10 bao rồi đó. Còn nhiêu nó chứ cũng cỡ 15 bao. Ê, 10 bao đầu trên đó. Đầu trên hết này chứ cũng cỡ 17 bao á, 17, 18 bao, 250. Lờ rồi, có giải phân mẹ gì đâu, có xịt gì đâu mà được 17 bao cũng lấy vốn luôn hả. Ông bỏ thì cũng còn lấy vốn nữa. Mười bao lên đó nó bỏ lên đây bỏ bao chắc cỡ 11 bao rồi. Nói chung cái đồng ở Thái Sơn này, cái đồng Ba Vũ này nó trúng lắm bà con, ngộ lắm. Lúa bà con thấy ghê chứ bà con cắt ra bao không à. Còn mà lúa bà con thấy cái dàn lúa nó lực đi cắt ra bông dữ lắm. Mà nó nặng ký nữa. Thì đất ở đây bà con để ý nè, đất cát mà cắt dẻo cắt xịn đó. Cái cắt nó còn ướt nè bà con thấy không? Nó còn ướt nó còn dẻo đó. Nên lúa rất là nặng ký. Đất trên đây các em mới làm lúa đâu chứ làm cái đồng xã Thế Sơn này khỏi sợ thắt thiệt, cỡ nào cỡ ít bệnh ít sâu ít nhất thiết là ít bệnh nè, nó không có phèn ít bệnh nè, mà lúa hay năng suất lúc nào cũng đạt. Mấy chỗ khác hồ bị mũi hành là cắt có 2-3 bao 4 bao à, hôm nào trúng lắm 6 bao, còn đây mũi hành mà giải phân vô cũng được 10 bao 11-12 bao. Không nói chung đất ở đây làm như nó không hiểu sao đó mà lúc nào cũng thấy trúng. Nguyên cái diện này khoảng mấy ngàn công cái gì, đâu có nhiều đâu. Sáu, cái đó là 4, 5, 6, 7, 8, 10, ở đây là 11 bao. Đi cắt hết này coi được nhiêu bao. Anh đi lũa lũa là Thất Sơn kìa bà con, để Thất Sơn chọc ảnh nè. Đi ra dòm lúa. Đây là 12 bao đó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 bao. Chắc khoảng 17 bao à. 12 bao. Cái này chắc khoảng được 17 bao. Ông lờ đòi gì nữa, có xịt thuốc, có bóng phân mẹ đâu được 17 bao. Xịt xương xương không à. Cái này mà anh giải phân vô nữa là công từ 10 bao, 11 bao mà. Thì bởi vậy ông bỏ luôn nè chứ không giải phân đi còn giữ nữa. Thì bởi vậy ý chí nản đó. Trong chổng thì giải phân dập dập vô. Mày được mấy bao? Của em 2 công chổng 27 bao á.
được gì trúng hơn dưới nữa, dưới vậy không có hạnh mà thích. Dưới căn ở trên đây là anh căn có ký đang bao vậy là 59, 57, 58, 9, 60. Còn dưới dân giáo nó căn bao có 54, 55, 53. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 bao rồi. 12 bao ở trên 4 bao nữa kìa, 16 bao rồi đó. 16, 2 này đó, cỡ 18, 19. Mấy ổng kêu bỏ đi, nhau ổng nè, được đâu, con nó trổ lên xịt dưỡng được, được xịt. Được 20 bao rồi. Bởi vậy? 20 bao không? Giờ mình không có biết được đâu. Biết thiệt qua đó giờ mình đâu có biết đâu. Bởi vậy mấy người ta bị trước tôi nói rồi đó, bị cứ giải phân bình thường để có ăn cho à. Mà đắt mình thì giải có ăn nhất nè. Mà mấy tại nhận đây cho năng lượng. Đổ rồi. Đổ rồi. Khu này là 12 bao nha bà con, nó lên trên nha. Trắng cái gì ạ? Rồi giống ít lò to rồi. Chỉ là không có bóng phân đóng đồng, chỉ là xịt xương xương à. Thì từ cái kinh nghiệm này thì bà con có thể hả? 12 bao. Thì từ kinh nghiệm này thì bà con có thể rút ra để sau này các vụ sau bà con mình có thể đi ba cứu phân cũng vẫn được ha. Tại vì đây là ta bị hành ta bỏ luôn mà tới cắt mà ta còn vậy đó, thì sau này phân hết thì bà con mình có thể là đi ba cứu phân. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bao nói gan rồi. 2 công rưỡi 18 bao. Là đường nào cũng lỡ chứ. Có xịt thuốc có bón phân đâu được 18. Mấy ông ở dưới tỉnh lên hả? Ừ, miếng trong hả má. Ok, mấy như này giữ lại nè. Còn miếng chảo kêu bỏ phải không? Vậy chứ mà giật ra ta có gì đâu. Ai chảo mấy công? Mấy công. Mà được hai mấy bao hả? Hai chỗ. Cũng lờ luôn rồi. Hai công rưỡi được 18 bao.